Vâng, lời đầu tiên được cho em xuân tốc độ xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác yêu thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. À, vâng, xin thưa các bác, hiện tại thì em đang ở trong một góc kho và đây là những nơi mà em để những con vang số của mình. Thì đối với những vang số thì các bác biết rồi, cửa hàng em Xuân thường là rất là ít khi bán. Rất khi ít khi bán vang số trong thị trường. Mặc dù em Xuân có rất là nhiều vang ở kho em lúc nào cũng có thể có thể lên tới cả hàng trăm con vàng ít nhất là có cả hàng trăm con lúc nào thấy gần hết lại nhập thêm tiếp đây không phải là tất cả đâu đâu còn nhiều nữa cơ thì có nghĩa là khi bọn em bán cảm giác mà còn khoảng độ trăm con thì bọn em lại nhập tiếp rồi cho nên lúc nào trong nhà cũng có rất là nhiều vàng số nhưng các bác thấy là bên em rất ít khi bán lẻ và đặc biệt khách hàng mua hàng ở bên em mà mua vàng số rồi thường thường rất là khó mua ở hàng em bên em sẽ hỏi là anh có biết dùng hay không à, thường thường biết dùng thì mới bán đúng không ạ thì biết dùng thì mới bán thì em xuân có nói luôn các bác là có những vấn đề như thế này này là em xuân nói là tính em xuân thì có rất là rõ ràng em xuân là cực kỳ rõ ràng và thẳng tính luôn thứ nhất là em xuân bán hàng ra là em xuân bao hay các bác mua vàng về mà các bác không dùng không hay ấy, không ưng ấy. các bác được trả lại hàng thoải mái chứ em không giống các cửa hàng khác là người ta mua các bác mua xong không dùng được cũng không trả lại được đâu nhé không nhiều khi các bác trả lại là người ta còn phạt các bác vẫn mớ tiền ấy, bị trừ vẫn mớ tiền các bác sốt các bác không trả đấy còn riêng cửa hàng em lúc đó là mặc định rõ ràng luôn bán hàng là cho dùng thử dùng thử ít nhất cũng phải được 3 ngày cho đến 10 ngày tùy từ giờ sản phẩm đấy không ưng thì cứ trả lại hàng thoải mái không mất không bị trừ cái gì hết không mất đồng nào cả đấy, các bác không bị trừ tiền gì cả cứ mang vàng đến nhà hay là mang đồ đến nhà lấy tiền về đó là chuyện bình thường cho nên em xuân biết tại sao mà em xuân rất ít khi bán những con vàng rời tại sao lại như vậy đấy em xuân xin thưa các bác luôn đấy chỉ có một con vàng hiện tại bây giờ là em có thể bán rời được cho bác có một con vàng mà ngày hôm qua em về thì em có thể bán rời cho bác và tất cả những con vàng số khác chuyên nghiệp khác em sẽ không bán rời bởi vì sao ạ? Em sẽ nói các bác về như vấn đề này. Xin thưa các bác, ở trên thị trường âm thanh này có rất là nhiều cửa hàng sẽ quảng cáo với các bác là gì ạ? Cứ mua vàng số tôi đi. Tôi bán con vàng tôi, tôi cài sẵn cho về cắm là hay thôi. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Xin thưa các bác là bán một con vàng khỏe hơn người hơn bán một đôi loa rất là nhiều. Một con vàng nó được tầm vài trăm đến, đến triệu đồng, nhưng một đôi loa bán cả đôi loa tôi đùng ra cũng chỉ được có triệu đồng mà còn đi đường còn vỡ rồi cơ. Cho nên ai dạ muốn bán vàng em cũng rất là muốn bán vàng nhưng với bản thân em và với cái trách nhiệm em bán ra để em bao hay em không thể làm điều đó được bởi vì sao người ta có thể nói phết các bác được là gì ạ người ta cai sẵn các bác về các bác dùng là hay nhưng em không nói cái đó được em nói cái đó em ngượng mồm lắm em thấy em thấy nó sĩ nhục bản thân em xin thưa các bác quảng cáo như vậy là quảng cáo láo trên đời này không có một con vang mà nó có chức năng thông minh đến mức như vậy cả xin thưa các bác luôn một mỗi một đôi loa chất âm ra khác nhau mỗi một bộ mic chất âm ra khác nhau mỗi một cân đẩy chất lượng âm thanh cũng sẽ khác nhau và không gian khác nhau làm đếch gì có cái chuyện tự nhiên ông cài một cấu hình mà ông về người khách về người ta về cắm đôi loa nào cũng hay giống nhau được người uh, người ta dùng đôi loa nằm tí nó khác người ta dùng đôi loa full tí nó khác ông cài cái loa của ông làm sao mà giống loa người ta được một đôi loa rẻ tiền nó khác một đôi loa mắc tiền nó khác thì làm đếch gì có cái chuyện mà bảo là ông cài sẵn rồi về người ta cắm vào nó hay tất cả đó là lừa đảo hết xin thưa các bác người ta chỉ lừa các bác để các bác mua con vang cho người ta thôi khi các bác nhận hàng xong rồi á thì lúc đó các bác không ưng các bác đếch trả nữa không trái được đúng không ạ nhưng đối với em xuân thì em không không làm vậy em xuân bảo các bác về không dùng được thì bác cái trả lời cho em nhưng em biết khẳng định một điều một trăm trăm điện chín mươi người mua vàng trên thị trường đều là những người giống như bình thường chúng ta dùng không biết cài vàng không biết cài vàng số không biết cài vàng số chuyên nghiệp bởi vì những con vàng số em bán trước mặt các bác này đây là đây là những con vàng chuyên nghiệp hết nó sẽ rất là chi tiết nó rất là chuyên sâu cho nên chín trăm mà các bác không biết cài gì hết và các bác không biết cài ấy, mà em cài sẵn đấy thì các bác cắm vào là chật lắc cái thì may mắn lắm thì nó hợp được một chút thì dùng ok cái thì cũng không hợp thì chắc chắn là không dàn trò gì đúng không ạ đó là thực tế luôn chứ không phải là nói nó nó phép gì cả đó là thực tế và đó là chắc chắn đấy cho nên là em biết khẳng định là các bác về mà các bác không biết cài các bác sẽ không không dùng được đâu rồi các bác yêu cho bác trả lại à? mất công mất đi mất về mất công để được gửi về cho nên em bảo là tại sao em rất là ngại bán văng số rồi ấy. là vậy đấy nhưng mà từ hôm qua có một con vàng này mà em bắt đầu em một số người mà biết xài vàng sơ bộ em đã bán rồi này, này đây chính là cái con vàng mà có thể nói là con vàng s 6 a cộng đây là con vang số nó có cái đầu khiển các bác nhá đây em về này em bán được cái chục con được hôm qua giờ rồi đây là con vang số chuyên nghiệp có thể nói là nó rất là chuyên sâu nó rất là chuyên sâu các bác nhá nhưng con vang này nó có một cái hay là gì em cài sẵn tất cả các phần effect delay các bác hết luôn ngon lành rồi chỉ có một cái mà các bác về các bác căn chỉnh theo lo các bác đó chính là phần mic phần mic đúng không ạ phần nhạc em sẽ căn chỉnh phần mạch phần, nhạc phải ra căn rất là dễ nhưng có một cái khó nhất là phần mic là các bác không biết tăng tăng tép lên hoặc là giảm bát đi hoặc là tăng bát giảm bát đúng không ạ nhiều khi các bác dùng em em cài theo loa full thì em sẽ giảm tiếng tép đi một chút bởi vì loa full tiếng tép rất là mạnh nhưng về các bác cắm vào cái loa các bác thì cái loa, loa ví dụ là loa tép giấy, đi thì tiếng tép lại yếu các bác để tăng lên được thì con vang này nó làm được đồ đó nó chính là có gì ạ nó có cái bát đây này nó có cái phần chỉnh bát và chỉnh tép của mic này Đấy không nó có phần tăng gain này và nó có phần chỉnh bát chỉnh tép của mic và chỉnh cơ đây nữa phần số thì em chỉnh hết rồi phần số là dùng máy tính em chỉnh hết rồi con vang này nó có cả đầu khiển luôn thì các bác để tỉnh nó chỉnh được ở đây cho nên một số bác mà biết sơ sơ để em vẫn có thể bán con vang này các bác vẫn dùng được các bác có thể về tăng giảm bát tép vẫn được thì rất là tiện đấy còn đối với những con vang chuyên nghiệp hơn với dòng theta này dòng băng x này hoặc là những dòng vang đấy này thì các bác không thể chỉnh được đâu các bác không chỉnh được đâu đấy, các bác không chỉnh được cho nên là bắt buộc là em phải bạn em phải nói các bác rồi em phải cài những bộ dàn chuyện cả bác định cả bộ dàn thì các bác dùng mới hay chứ còn không thì các bác phải biết dùng thì các bác mới dùng được chứ còn có nếu mà em cài sẵn thì các bác không thể dùng được bên em có rất là nhiều dòng vàng số mắc tiền những vàng chuyên nghiệp có rất là nhiều nhưng mà anh em nào mà biết dùng thì thì liên hệ với em xuân thôi chứ còn những con vàng mà anh em nào chưa biết dùng ấy, thì chị có con vàng này là dùng là anh em có thể dùng được thôi đấy cho nên các bác lưu ý đồng em là mua trên thị trường thì cẩn thận đừng có nghe miệng lửa thế gian đấy đừng nghe bán hàng thằng nào cũng khen cả đấy chứ còn bảo là khen bảo là tôi cài con vàng về ông cứ cắm về là dùng đi xin thưa các bác đó chỉ là cái lời nói đầu môi thôi để các bác mua hàng thôi và khi các bác mua rồi, cắn vào lưỡi rồi á thì các bác không nhã được đâu. Đó là cái lưu lưu ý để các bác biết. Đấy, các bác nhớ nhá Đấy những anh em mà đang có nhu cầu thì thì cũng cẩn thận để mua vàng. Đấy. Không biết thì chúng ta phải tìm những cửa hàng uy tín, mua những con vàng số nhưng mà dòng cơ bản ấy, dòng phổ thông á nó sẽ dễ hơn hơn cái dùng vàng chuyên nghiệp thì rất là khó. Đấy, rất là khó nhé Trừ khi các bác phải gửi cả loa, gửi cả mic thì bên em sẽ cài các bác sẽ ok được, chính xác. Còn không thì bọn em sẽ cay mò thì nó cũng hên xui giống đánh bạc vậy có thể là con em gọi em cài các bè và có cắm một của bác cũng rất là hay có thể em cài vào các bác cắm vào nó không hay đấy, cho nên là chúng ta phải biết một chút để chúng ta căn chỉnh từ cấu hình chuẩn đấy nó ra nó dễ hơn chứ còn đừng có nghe thằng nào bảo là tô cài nó hay lắm ông cứ về ông, mua đi mua vào là vỡ mồm các bác nhá cẩn thận nhá ok em xin uh, dừng ở đây video ở đây cảm ơn các bác rất là nhiều